Hello các bạn, ở trong video trước thì mình đã hướng dẫn cách thức là lên trang torproject.org để tải về cái trình duyệt Tor. Đấy thì chúng ta thường vào gõ Tor, đúng không? torproject.org để truy cập vào trang này. Đấy. Thì tuy nhiên là các bạn có thể gặp cái tình huống khó khăn đó là mình không thể truy cập được vào cái trang Tor Project này. Đấy, vì khả năng là chúng ta đã bị chặn rồi. Đấy. Thì bây giờ làm thế nào để có thể truy cập được vào trang Tor Project thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sử dụng cái tính năng VPN, Hola VPN. Đấy, VPN là cái tính năng mã hóa các cái thông tin mà chúng ta nhập vào trên trình duyệt như này này. Đấy, để mà cái bên chặn sẽ không thể nào mà biết được mình đang vào cái trang Tor Project. Đấy, thì đây là Hola VPN. Thì chúng ta sẽ cài đặt nó dưới dạng một cái phần mở rộng trên trình duyệt Google Chrome. Đó. Và chúng ta sẽ nhấn đây là Add Extension. Đấy, Add Extension. Các bạn chờ trong ít giây để Google Chrome kiểm tra cái app này. Trong lúc kiểm tra các bạn có thể đọc những cái thông tin liên quan tới Hola VPN. Đấy. Nhiều người đánh giá hỗ trợ và các cái thông tin có liên quan tới cái phần mở rộng này. Và bạn nhìn thấy đây là Hola đã được tích hợp vào trong Google Chrome. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đã thêm vào Chrome rồi đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ truy cập vào trang Tor Project. Thì trước hết là bạn bấm vào cái biểu tượng đây này, Unlimited VPN Hola, và chúng ta sẽ truy cập từ một cái quốc gia nào đó đến trang này. Đây, chúng ta chọn là ví dụ Mỹ chẳng hạn. Đấy, ở đây. Trang này truy cập từ và chúng ta gõ là Tor project.org. Đấy. Và nó ghi là browsing from United States, tức là duyệt, tức là truy cập vào trang Tor Project từ Mỹ. Đấy. Thì có thể ở bên Mỹ họ không chặn. Hoặc là bạn có thể là chọn một cái quốc gia khác. Để chúng ta chờ một tí để xem là từ Mỹ có thể vào được không. Đây, không thể vào được. Chúng ta try again xem nào. Thử một lần nữa. Đó, có vẻ được. Đấy, các bạn thấy là đã vào được trang torproject.org. Và trong đó thì bạn có thể, trong cái trang này, bạn tải về trình duyệt Tor Browser. Đấy, cũng như là các cái phần mềm khác. Đấy, các cái ứng dụng khác ở trong cái trang này. Đấy. Và khi bạn tải được Tor Browser về rồi mà muốn sử dụng được Tor thì các bạn lưu ý như sau. Đó là khi chúng ta khởi động trình duyệt Tor lên. Đây, các bạn chờ chút để trình duyệt Tor được khởi động. Thì chúng ta cần lựa chọn một cái option đó là chờ một chút, hơi hơi chậm thì tại sao chậm ở đây rồi. Thì lúc mà chúng ta nó đang kết nối như này, kết nối trình duyệt Tor vào mạng thì bạn lưu ý chỗ phần setting ở đây. Đây thì bạn vào phần là Tor Network Settings. Đó, và chúng ta sẽ tích vào cái chỗ là My Internet Service Provider ISP Blocks Connection to the Tor Network. Thì lúc đó là trình duyệt Tor sẽ có thể là truy cập vào chúng ta thì cái trình duyệt này sẽ có thể truy cập vào các cái website. Đấy. Nếu mà bạn không lựa chọn cái mục này thì sẽ không thể vào được. Đấy. Nếu bạn bỏ tích đi thì sẽ không vào được mà phải tích vào đây. Và chúng ta sẽ có một cái phần cái giao thức mã hóa
là OBFS4 đấy. Ở Trung Quốc thì có thể là chọn là Make Amazon hoặc Make Azure đấy. Ok, thì đây là trình duyệt Tor chúng ta đã có và đang chạy ở trên, chúng ta có thể chọn trên Internet đấy. Thì đó chính là cách thức mà sử dụng trình duyệt Tor nếu như chúng ta bị chặn. Và qua đó thì các bạn có thể thử nghiệm các tính năng ẩn danh trên trình duyệt Tor này.